Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021. Em lại tiếp tục tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Trước đầu tiên là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 1.1 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát Hà Nội, bác là Hà Nội, Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển con nhé. Con này là xe gia đình tư nhân một chủ từ mới, không taxi, không dịch vụ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. 179 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz hàng nhập khẩu, bơ vỏ rất là dày, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bạn nhá. Còn đây là phần nội thất của xe này, nội thất của nó ghế lể nguyên bản các bạn nhá, ghế lể nguyên bản theo xe này, màn hình cam lùi, màn hình Android, sơn si của nó sạch sẽ đẹp đẽ. Đây là một mẫu xe gia đình, bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc là đổ xăng và sử dụng qua này, không phải làm bất cứ một cái gì các bạn nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grammy 10 sản xuất 2017 phiên bản số tự động máy 1.2 máy xăng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 70489. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 362 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ mở biển Hải Phòng các bác nhá. Đấy, sơn si của nó màu bạc nguyên bản theo xe. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ mở biển kiểm soát Hải Phòng. Ghế da của nó trang bị hai màu, số tự động, màn hình Android. Đấy, tích hợp trên vô lăng. Con này là lắp bản này, bản lắp ráp trong nước các bác nhá. Đấy, form mới này. Túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe. 362 triệu đồng. Bên em có hỗ trợ làm góp ngân hàng lên đến 70% giá trị của xe, thì các bác chỉ cần bỏ ra khoảng 160 triệu là có thể đánh được một mẫu xe i10 này về các bác nhé. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 phiên bản là số sàn máy 1.5. Con này là bản Nimo sơn si màu vàng cát rất hot, mang biển kiểm soát Lào Cai. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. 209 triệu đồng bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. 209 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành các bác này, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhá. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ, trần 3D. Đấy. 209 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá các bạn này. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013. Bản E số sàn, máy của nó 2.0. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, đăng ký 7 chỗ ngồi, túi khí ABS đầy đủ, la răng cũng 4 bánh các bạn này, xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, nội thất các bạn này, ghế lể nguyên bản các bạn nhá, màn hình cam lùi, hai túi khí an toàn, vô lăng của nó vô lăng 4 chấu. Dòng Toyota thì các bác đã biết đấy, rất là lành luôn, lành như một cục đất các bác nhá. Đấy, không hay hỏng vặt, đăng ký 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Với giá tiền là 355 triệu đồng, bên em bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2015 phiên bản số sàn, máy của nó 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát 21A02716. Hiện tại chỗ này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo sơn si màu đen nguyên bản các bác nhá, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụp xòe nguyên bản theo xe. Đấy. Sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này, bô lăng 4 chấu này, tích hợp trên bô lăng. Đấy. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe này. 235 triệu đồng bao hồ sơ và bao vận chuyển các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Mitsubishi Attra sản xuất 2017. Phiên bản là số tự động, máy của nó 1.2 hàng nhập khẩu nguyên trước từ Thái các bác nhá, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng.
355 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Atra nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Số tự động máy 1.2 các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, một biển Sơn La, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, bản sedan 2 đầu. Mang biển kiểm soát 26A này 05993 các bác nhá, sơn xi màu đỏ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota này, Toyota Vios sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.5 máy xăng. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng, 199 triệu đồng. Có đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Bản này là bản Nimo có nhá, màn hình cam lồi, màn hình Android này, chỉ có 199 triệu đồng. Bên em bao rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc, bao nhiêu sơn xi của nó màu trắng ngọc trinh này. Đấy, trắng hơn cả ngọc trinh luôn các bác nhá. Đấy, bản sedan 2 đầu, máy 1.5. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Celato. Kia Celato sản xuất 2010 các bác nhá, 2010. Bản này bản 10 túi khí các bác nhá, bản xuất Trung Đông. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng các bác nhá. 338 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Celato màn hình cam lùi. Đấy, bản 10 túi khí, bản xuất Trung Đông, bản đặc biệt. 338 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Mang biển kiểm soát 15A Hải Phòng hoa phượng đỏ các bác này. Sơn xi màu đen nguyên bản. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Aveo sản xuất 2018 các bác nhá, 2018. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.4, 2017 trở lên thì máy của nó 1.4 các bác nhá. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Aveo sơn xi màu trắng các bác nhá. Trang bị túi khí ABS đầy đủ. La răng đúc 4 bánh này, gương kính chỉnh điện, cụt xè các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình. Đấy, con này là biển Sài Gòn các bác nhá, biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu Hà Nội, Sài Gòn, đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy, hồ sơ thì đã cầm tay rồi. Các bác nào đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một nốt nhạc thôi. Đấy, nội thất ghế lỉ. Hyundai Getz sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Con này em bán cắt lỗ này, nay chỉ còn 136 triệu đồng. 136 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu các bác nhá. Bản hatchback một đầu, đấy, mang biển kiểm soát 38A. Đấy, một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu bản hatchback một đầu. Giá tiền là chỉ có 136 triệu đồng các bác này. Bản này bản đủ các bác nhá, túi khí an toàn cho người lái này. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Wingo sản xuất 2018 các bác nhá, 2018. Phiên bản là số sàn, máy 1.2, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới này. Đây là một mẫu xe gia đình bản hatchback một đầu. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng các bác nhá. 285 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Wingo. Đấy, sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát Lạng Sơn các bác nhá. Gương kính chỉnh điện cụt xe này. Đấy, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Getz sơn xi màu đỏ chót các bác nhá. Đấy, trang bị la răng đúc 4 bánh. Con này là bản đủ. Sản xuất 2010, đời chót của Hyundai Getz. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai nhập khẩu nhá. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế. 168 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Getz nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Chỗ này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị này. Đấy, ô tô cũ Hải Phòng các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 các bác nhá, bản đủ. Đấy, tên tư nhân mà biển Hải Phòng 15A17487. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng các bác nhá. Sơn xi màu trắng này, trang bị túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, cụt xe nguyên bản theo xe. 225 triệu đồng các bác nhá. Bên em bao hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ các bác nhá. Đấy, bản đủ, đề lộ sản xuất tốt, tích hợp trên vô lăng. Tiếp theo đây là một mẫu xe Kia này, Kia Morning sản xuất 2014 các bác nhá. Bản hatchback một đầu, sơn xi thì màu vàng mít các bác này. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng.
185 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Kia Morning mang thương hiệu của Hàn Quốc, màn hình cam nồi, màn hình Android này, 185 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi thương hiệu của Hàn Quốc Kia Morning. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Gentra. Đấy, Daewoo Gentra sản xuất 2010, phiên bản là phiên bản số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30G 20592. Trước này bên em đang chào bán với giá là 158 triệu đồng các bác này, 158 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2016 các bác nhé, mang tên tư nhân. Đây là một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ bản thiếu. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng các bác này. 265 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 nhập khẩu nguyên trước tiền nộp các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá, 2014, mang biển kiểm soát 15A 72183. Trước này bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. 325 triệu đồng bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác. Con này form mới bản E số sàn, máy 1.5. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 34A biển Hải Dương. Đó là một mẫu xe Kia Forte sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2010. Phiên bản là phiên bản số tự động, máy 1.6, máy xăng, hàng nhập khẩu có nhá, Kia Forte. Trước này bên em đang chào bán với giá là 309 triệu đồng. 309 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Forte sơn xi màu đen huyền bí các bác này, hàng nhập khẩu các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo sản xuất 2017 các bác nhá, 2017. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo. Đấy, sơn xi màu trắng, mang biển kiểm soát 51G44716 các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Chevrolet Aveo. Một mẫu xe bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Gentra, Gentra X các bác nhá, hàng nhập khẩu. Sơn xi màu đỏ các bác này. Đấy, với giá tiền là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Gentra X hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá, hàng nhập khẩu nguyên trước. Sơn xi của nó màu đỏ. Đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, màu biển Hà Nội. 225 triệu đồng. Đấy, bên em bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, màu biển Hà Nội, một mẫu xe Gentra X các bác nhá. Đấy, nội thất ghế da nguyên bản các bác này. Đấy, bên trong này còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe sản xuất 2005 các bác nhá, 2005. Phiên bản là số tự động, máy của nó 2.0, máy dầu. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên trước toàn quốc, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Santa Fe này, màn hình cam nùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, sơn xi của nó màu đen, chân nỉ này, cửa sổ trời. Một mẫu xe Hyundai Santa Fe hàng nhập khẩu, tôn vỏ rất là dày. Đấy, dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Daewoo Lachetti. Đấy, trước này thì em mới nhận cọc rồi các bác nhá, em đang rút hồ sơ này. Bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti sản xuất 2009 các bác nhá, phiên bản là số tự động, máy của nó 1.6, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc. Trước này mang biển kiểm soát 17K, một chủ từ mới các bác này, biển kiểm soát Thái Bình. Trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti CDX các bác nhá, nhập khẩu, tôn vỏ rất là dày, form dáng rất là đẹp. Và bên cạnh đây là một mẫu xe cắt lỗ này, đó là một mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Phiên bản này là phiên bản số sàn, máy 1.8, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là
260 triệu đồng các bác nhá, 260 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Corolla Altis các bác này. Đấy. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, Toyota Innova sản xuất 2008 các bác nhá, 2008. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, trước lại mang biển kiểm soát Hà Nội 29A02454 các bác nhá. Trước lại bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, bản này bản G, bản đủ các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ một biển Hà Nội các bác này. Đấy, nội thất này, ghế da này, sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. 235 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Hyundai i30. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên trước Hàn Quốc, số tự động, máy 1.6 các bác nhá. Trước này vừa mới cập bến cửa hàng. Hàng nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Trước này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i30. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhá. 298 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i30 các bác này. Đấy, đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá. Không taxi, không dịch vụ, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, sơn xi màu đỏ các bác nhá. 298 triệu đồng. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Ford Transit, sản xuất 2009 các bác nhá. 2009, số sàn máy dầu máy 2.5. Một mẫu xe tải van, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 160 triệu đồng. Đấy, thùng hàng kín các bác nhá. 160 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2014 các bác nhá, 2014. Phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30G. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 360 triệu đồng các bác này. 360 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Con này là bản G, số sàn máy 2.0 các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2006. Phiên bản là con này sản xuất 2007 các bác nhá, 2007. Số sàn máy 2.0. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng các bác này. 252 triệu đồng cho một mẫu xe Innova bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ mở biển Hà Nội. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Carens sản xuất 2007, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2008. Tư nhân chính chủ mở biển Hà Nội. Đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc các bác nhá. Số sàn máy 2.0, bản đồ la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ, với giá tiền 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carens các bác nhá. Kia Carens, hàng nhập khẩu, tôn vỏ rất là dày, đồ đạc rất là dễ thay thế. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova này, sản xuất 2009 các bác nhá, bản G, bản đủ, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản. 275 triệu đồng, sản xuất 2009. Và đây là một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2005, phiên bản là số tự động, máy dầu các bác nhá, máy 2.5 một cầu, mang biển kiểm soát 35L này 4465, một chủ từ mới. Trước này bên em đang chào bán với giá là 188 triệu đồng. 188 triệu đồng cho một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, số này là số tự động các bác nhá. Đấy, mang thương hiệu của Nhật Bản này. Sơn xi của nó này, sạch sẽ đẹp đẽ, đăng ký là 7 chỗ ngồi các bác nhá, rất là rộng rãi. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy công trường rất là ok. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Innova này. Toyota Innova sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Phiên bản là số sàn máy của nó 2.0 máy xăng form mới các bác nhá, mang biển kiểm soát Hà Nội 30G 93756, với giá tiền là 385 triệu đồng. 385 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá các bác nhá. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Kia Carens sản xuất 2009.
phiên bản số tự động các bác nhá, máy của nó 2.0, máy xăng mang biển kiểm soát 88A23947. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng các bác này. 292 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Mitsubishi Zinger, sản xuất 2009 các bác nhá, 2009. Phiên bản là số sàn, máy 2.4, máy xăng, keo chỉ zin, máy số zin, mang biển kiểm soát Nghệ An. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng các bác nhá. 255 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Zinger. Đấy, số sàn máy 2.4, một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Kia Carrera sản xuất 2010. Phiên bản là phiên bản số sàn máy 1.6, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carrera các bác nhá. Đấy, Kia Carrera mang thương hiệu Hàn Quốc, số sàn máy 1.6, đăng ký 7 chỗ ngồi. 215 triệu đồng, bên em bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Sơn xi màu bạc có này, tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội. Toyota Innova sản xuất 2000, con này là sản xuất 2015 các bác nhá, 2015. Phiên bản là số sàn máy 2.0, máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. 385 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá, thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế các bác nhá. Với giá tiền là 385 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007 các bác này, mang tên tư nhân mà biển Hà Nội, bác là Hà Nội Sài Gòn. Đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng các bác này. 252 triệu đồng bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Một mẫu xe Innova bản G bản đủ. Đấy, tư nhân chính chủ màu biển Hà Nội. Nội thất thì ghế da này, ghế da bò các bác nhá. Đấy, túi khí ABS đầy đủ. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova nữa này. Toyota Innova sản xuất 2006 các bác nhá, 2006 bản G bản đủ, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Với giá tiền là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá này. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Innova sản xuất 2006 các bác nhá. Với giá tiền 240 triệu đồng, một chiếc màu vàng cát, một chiếc màu đen. Đây là đều xe gia đình các bác nhá. Không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền 240 triệu đồng một chiếc Innova sản xuất 2006. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova này sản xuất 2014 quá nhá. 2014 phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Với giá tiền là 365 triệu đồng. 365 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova mang biển kiểm soát 30F này, 69776 quá nhá. Sản xuất 2014. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh, mua bán, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhé. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Innova này sản xuất 2012, phiên bản là số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30F 79695, với giá tiền là 282 triệu đồng. 282 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, con này là bản G các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bản G số sàn, bản G lưng như e luôn các bác nhá. Không thiếu một cái gì các bác này. Còn có cả tích hợp trên vô lăng các bác nhá. Đấy, trang bị hai túi khí. Đấy. Một mẫu xe Innova sản xuất 2012, bản G số sàn máy 2.0. 282 triệu đồng các bác nhá. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Innova các bác này. Innova nhà em nhiều như lợn con các bác nhá. Sản xuất 2014, đây là một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ mà biển Hải Phòng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 399 triệu đồng. Con này là bản E số sàn máy 2.0, một mẫu xe gia đình, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ.
399 đồng, bao gồm hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Innova này, mang biển kiểm soát 34A biển Hải Dương. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 400 triệu đồng cho một mẫu xe Innova bản E số sàn, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đăng ký 7 chỗ ngồi, thương hiệu Nhật Bản. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Accent sản xuất 2013, phiên bản số sàn, máy 1.4, máy xăng, mang biển kiểm soát 17A biển Thái Bình. Trước này bên em đang chào bán với giá là 319 triệu đồng. 319 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Accent hàng nhập khẩu, máy 1.4, mang biển kiểm soát Thái Bình các bác nhá. Thái Bình quê lúa các bác nhá. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Bản này bản Blue. Đấy, bô lăng 4 chấu, bô lăng kép. Với giá tiền là 319 triệu đồng, bao hồ sơ và ship toàn quốc cho các bác nhá. Sơn xi màu đen bản sedan hai đầu. Và đây là một mẫu xe Innova nữa này. Sản xuất 2000, con này là sản xuất 2013. Bản E các bác nhá, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ. Con này là biển Sài Gòn. Em đã rút hồ sơ về tên rồi. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng, bao vào tên cho các bác nhá. 375 triệu đồng bao gồm cả vào tên luôn các bác nhá, và ship luôn toàn quốc cho các bác. Đấy, 375 triệu đồng. Đây là một mẫu xe gia đình. Xe này đẹp gắt luôn các bác nhá. Đây các bác xem nội thất của nó này. Rất đẹp luôn. Ghế da nguyên bản, bô lăng 4 chấu, 2 túi khí an toàn, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Innova nữa này. Toyota Innova sản xuất 2012 các bác nhá, 2012. Bản E số sàn, máy 2.0. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 330 triệu đồng các bác này. 330 triệu đồng cho một mẫu xe Innova sản xuất 2012 các bác nhá. Bên cạnh đây lại là tiếp Innova này. Đấy, Innova rất là nhiều các bác nhá. Innova sản xuất 2015. Đấy, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Con này là bản G các bác nhá. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 385 triệu đồng. 385 triệu đồng cho một mẫu xe Innova sơn xi màu vàng cát, trang bị túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Innova tiếp các bác nhá. Innova sản xuất 2012, phiên bản là số sàn, máy của nó 2.0 các bác nhá. Với giá tiền là 282 triệu đồng. 282 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đăng ký 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe này, là mẫu xe tư nhân một chủ từ mới, đó là một mẫu xe Daewoo Gentra. Sản xuất 2009 các bác nhá. 2009, mang biển kiểm soát Thái Bình. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 152 triệu đồng các bác này. 152 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra, xe gia đình một chủ từ đầu, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Sơn xi của nó màu đen. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy 1.5, máy xăng, mang biển kiểm soát Linh Bình 35A18792. Trước này bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá, màn hình cam lùi đầy đủ các bác này. Trang bị túi khí giả các bác nhé. Đây là một mẫu xe bản này, bản Nimo, lưng kịch, lưng như e luôn các bác nhá. Đấy, túi khí giả không phải túi khí thật đâu. 199 triệu đồng. Và một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng, đó là một mẫu xe Daewoo lá lốt. Có năm sản xuất 2001 các bác nhá. Với giá tiền là 55 triệu đồng. 55 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo lá lốt bản sedan hai đầu. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Đấy, trắng hơn cả ngọc trinh các bác này. Đấy, chỉ có 55 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe tập đi tập lái, tránh mưa tránh nắng các bác nhá. 55 triệu đồng. Đấy, các bác xem Daewoo lá lốt bản sedan hai đầu. Rất là rẻ, rẻ hơn cả xe máy các bác nhá. 55 triệu đồng. Và em đến một mẫu xe này mang biển kiểm soát Phú Thọ này. 19A05970. Hiện tại là trước này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachetti các bác nhá. Daewoo Lachetti sản xuất 2000
2008 các bác nhá. 2008 chỉ có 150 triệu đồng. Đấy, sơn xi màu đen bản sedan hai đầu, xe gia đình không taxi không dịch vụ. Daihatsu Gencha sản xuất 2008 với giá tiền là 140 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Em sẽ giới thiệu nhanh thôi, xe còn rất là nhiều các bác nhá. i10 sản xuất 2014, trước này em đã nhận cọc của bác ở Hải Phòng rồi, bác đã đứng dán đẹp. Đấy, chờ ngày đẹp là bác đến lấy xe có nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 bản G các bác nhá, bản G số tự động. Với giá tiền là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios bản G. Mazda 3S sản xuất 2009 số tự động. Máy 2.0 bản full nhập khẩu nguyên chức từ Đài Loan. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 322 triệu đồng. Một mẫu xe Mazda thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu, bản full. Toyota Vios sản xuất 2016 bản G số sàn, máy 1.3. Một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ biển kiểm soát Hải Phòng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 310 triệu đồng. 310 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đầu của đá thương hiệu Nhật Bản. Sơn xi của nó màu bạc nguyên bản. Một mẫu xe Hyundai Getz bản đủ sản xuất 2010, vô lăng gật gù, túi khí ABS đầy đủ. Trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. 168 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Getz bản đủ các bác nhá. Toyota Innova sản xuất 2012, phiên bản là số sàn, máy 2.0, con này là bản G, tên tư nhân biển Lạng Sơn, với giá tiền là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đầu của đá. Và tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2015 các bác nhá, 2015 bản E số sàn, máy 2.0, mang biển kiểm soát Hòa Bình, 28A. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 428 triệu đồng. 428 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Và em sẽ tiến sâu bên trong nữa các bác này. Hyundai Accent sản xuất 2012, phiên bản này, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.4 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. 358 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Accent hàng nhập khẩu số tự động, máy 1.4 có nha, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Hyundai Grammy 10 sản xuất 2016 bản đủ, tư nhân chính chủ biển biển Thái Bình. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng cho một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu nguyên trước tướng các bác nhé, bản sedan hai đầu, bản đủ. Tiếp theo đây là một mẫu xe Audi A6 sản xuất 2006, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2008, phiên bản là số tự động, máy 2.4 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng cho một mẫu xe Audi hàng nhập khẩu nguyên trước từ Đức các bác nhá, tư nhân một chủ từ mới, mang biển kiểm soát 14 này, biển Quảng Ninh. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Chevrolet Avell sản xuất 2016 các bác nhá, phiên bản là số sàn, máy của nó 1.5, hồ sơ cầm tay, bác nào mà đúng chân mẫu xe này sang tên chỉ trong một lốt nhạc này. Với giá tiền là 240 triệu đồng. 240 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Avell sơn xi màu đen. Tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Nam Định 18A23951. Chỗ này bên em đang chào bán với giá là 298 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng của đá thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu, form mới các bác nhá, con này là bản G. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất 2010, phiên bản là số tự động, máy 1.8 máy xăng,
mang biển kiểm soát Lào Cai 24A11936. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. 275 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Cruze thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp các bác này. Form dáng của thằng Cruze không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Avell sản xuất 2015. Số sàn máy của nó là 1.5 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Avell bản sedan hai đầu, gương kính chỉnh điện, cục xòe nguyên bản có nhá, la rung lúc 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ. Mazda 2S sản xuất 2014. Phiên bản số tự động, máy 1.5 máy xăng. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 338 triệu đồng. 338 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 2S các bác nhá. Một mẫu xe Kia Rio sản xuất 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Phiên bản là số sàn, máy 1.4 máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc, bản sedan hai đầu. Form dáng của thằng Rio rất là đẹp các bác nhá. Form dáng không bao giờ bị lỗi thời. Với giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. 279 triệu đồng các bác nhá. Một mẫu xe Kia Rio mang biển kiểm soát Nghệ An. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Phiên bản là số sàn, máy của nó 1.6 máy xăng, mang tên tư nhân biển Lào Cai 24A. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng các bác này. Đây là một mẫu xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Form dáng rất là đẹp. 240 triệu đồng, bao hồ sơ và bao ship toàn quốc cho các bác. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng. Bác nào mà đúng chân một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.